Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thonglun Sisulit tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu dự hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa hai đảng. Đồng chí Thonglun Sisulit thông tin về kết quả của hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa hai Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá hội thảo lần này mang tính lý luận cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của mỗi đảng. Các nội dung trao đổi thể hiện tâm huyết, nội dung sâu sắc và đề xuất được nhiều giải pháp thiết thực. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin lý luận, chia sẻ kinh nghiệm để cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng. Cùng ngày, hội thảo lý luận lần thứ 9 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề Những vấn đề và phương hướng giải quyết tình hình kinh tế tài chính, kinh nghiệm của Việt Nam và Lào đã bế mạc tại thủ đô Viên Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hôm nay, đoàn công tác của Báo Nhân dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Lê Quốc Minh cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian qua đã ủng hộ giúp đỡ Báo Nhân dân, đồng thời thông tin khái quát về tình hình hoạt động của Báo Nhân dân trong thời gian qua, khẳng định vai trò xung kích tiên phong của Báo Nhân dân cùng hệ thống báo đảng và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương trong việc đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, bởi đây là xương sống của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hiện Báo Nhân dân đang tích cực đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện hơn nữa để trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực với nhiều loại hình thông tin báo chí và sẽ tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ báo chí địa phương trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam và Báo Quảng Nam.